Theo các chuyên gia sức khỏe tâm thần, người hạnh phúc nhất luôn có những thói quen cụ thể vào buổi sáng có tác động tốt đến sức khỏe tâm thần. Nhà trị liệu, bác sĩ tâm thần Ryan Sultan của Đại học Columbia, Mỹ, khuyên bạn nên tìm ra điều gì phù hợp với mình và biến nó thành một phần giá trị trong thói quen buổi sáng. Việc kết hợp dù chỉ một hoặc hai thói quen cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong hạnh phúc tổng thể của bạn. Thức dậy một cách khoan khoái. Nếu khoảnh khắc thức giấc đầu tiên của bạn bắt đầu bằng tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức, bạn có thể đang khiến bản thân lo lắng hơn là bình tĩnh. Theo Michelle Landeros, nhà trị liệu tâm lý của Therapist Spa, thay vì để chuông báo thức ầm ĩ, những người hạnh phúc có thể xem xét một phương pháp đánh thức nhẹ nhàng hơn như âm thanh tự nhiên, âm nhạc chậm rãi hoặc thậm chí là báo thức dựa trên ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa. Các chuyên gia khuyên bạn không nên nhấn nút báo lại nhiều lần vì điều này có thể khiến bạn cảm thấy lảo đảo, mất phương hướng và thờ ơ hơn với chuông báo. Bằng cách tuân thủ thời gian ngủ và thức nhất quán, bạn có thể rèn luyện cơ thể thức dậy mà không cần mất thêm 10 đến 15 phút trên giường. Chuyên gia cũng khuyên bạn không nên lập tức vồ lấy điện thoại, máy tính khi mở mắt ra. Điều này cho phép bạn bắt đầu ngày mới một cách thư giãn nhất, tận hưởng trước khi lao động. Chuyên gia Landeros cho biết, dành một chút thời gian cho một hoạt động sáng tạo có thể giúp bạn có một ngày trọn vẹn hơn. Sultan gợi ý các hoạt động như tưới cây, đi dạo với chó cưng hay bất kỳ hoạt động nào mang lại cho bạn niềm vui. Bạn cũng có thể dành một chút thời gian vào buổi sáng sớm để thực hành lòng biết ơn. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra điều này có thể mang lại sức khỏe tinh thần tốt hơn và mức độ hài lòng trong cuộc sống cao hơn. Điều này có thể bao gồm vài phút thiền định, hít thở sâu hoặc đơn giản là suy ngẫm về những điều tốt đẹp của cuộc sống. Những thực hành như vậy giúp bạn rèn luyện ý thức trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể dành 10 phút trong ngày chỉ để thả lỏng, không làm gì. Theo chuyên gia, chẳng làm gì là sự khẳng định ý tưởng rằng giá trị của chúng ta không gắn liền với năng suất. Đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng đó, hạnh phúc sẽ lẻn vào bên bạn. Kết nối với người thân yêu. Các công việc và những trách nhiệm, cam kết có thể khiến bạn mệt mỏi và quên mất những người thân. Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên bạn nên ưu tiên kết nối với những người thân yêu vào đầu ngày. Cảm giác kết nối giữa con người với nhau có thể giúp nhắc nhở mọi người về tình yêu và sự hỗ trợ mà họ có trong cuộc sống. Tập thể dục. Tập thể dục có thể giúp giải phóng endorphin và dopamine, những chất hóa học trong não làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn một cách tự nhiên. Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Frontier in Psychology cho thấy thói quen tập thể dục là chỉ số chính cho thấy hạnh phúc, sự hài lòng trong cuộc sống và lòng tự trọng. Tác giả nghiên cứu viết, sau 4 tuần tập thể dục, những người mới bắt đầu cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống so với mức cơ bản. Bạn có thể chọn lựa bất cứ môn thể dục nào mình thích, ví dụ đi bộ nhanh, tập yoga. Điều này không chỉ đánh thức cơ thể mà còn cả tâm trí, tạo ra một giai điệu sống động và tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Ăn bữa sáng lành mạnh. Ăn một bữa sáng bổ dưỡng và cân bằng là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới với sức khỏe thể chất và tinh thần. Bữa sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và cung cấp năng lượng cần thiết cho các nhiệm vụ phía trước. Những người hạnh phúc thường ưu tiên một bữa ăn sáng bổ dưỡng, hiểu rõ vai trò của nó đối với tinh thần minh mẫn và mức năng lượng bền vững. Nhờ thế, bạn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt cả ngày. Đưa ra những kế hoạch cụ thể cho một ngày. Việc đặt ra các ý định vào buổi sáng có thể giúp bạn chuẩn bị cho một ngày trọn vẹn hơn phía trước. Chuyên gia tâm lý khẳng định, thay vì làm việc không mục đích, những người hài lòng thường đặt ra ý định hoặc mục tiêu rõ ràng cho những gì họ mong muốn đạt được. Điều này mang lại phương hướng, mục đích và cảm giác thành tựu cho họ. Theo Best Life,